tỉnh giá này mình linh hoạt rồi mình có đi chỗ khác không? Dạ còn đi nhiều chỗ lắm. À châu có đi núi Sam, đi núi dạ, núi Cấm. Siêu sanh, sớm siêu sanh về miền Tịnh Độ. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Thì cũng chúc thầy cũng an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Dạ. Giỏi. Dạ, cảm ơn huynh nhiều. Dạ, cảm ơn huynh nhiều. Dạ. 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 À, dạ. A Di Đà Phật. Xin dạ. Chào huynh hả? Dạ. 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 Cảm ơn huynh ạ. Dạ. 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 À, xin hỏi cô, đây là hai cô, hai con của cô hả? Dạ. À, đây là ông bạn hả? Dạ. Cảm ơn bạn nha. Cho. À, trước tiên là xin hỏi cô là bữa nay là ngày rằm tháng giêng năm Giáp Thìn, thì chắc có lẽ là từ Tết đến giờ chắc có lẽ là cô cũng đi nhiều chùa rồi đúng không? Thì hôm nay đủ duyên lành mình đến tỉnh Sáng Ngọc Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Trong tâm của cô là trước mắt là đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Tam Bảo, sau nữa là cũng muốn mình cầu mong một cái gì, cầu an hay là cầu cho gia đạo mình bình an, hoặc là mình cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, ông bà nội ngoại gì đó đã quá vãng á, được siêu sanh về miền Cực Lạc. Vậy thì cô có cái cảm nhận gì, mới mẻ gì về cái buổi đi chùa hôm nay? Có cảm nhận. À, suy nghĩ của cô đó. Xin chào cô. Cảm nhận gì? Thì cô cứ tự nhiên cô nói thôi. Có nghĩa là mình vui hay là trong lòng mình có hồ hởi? Trong lòng rất là vui. Hả? Có cái gì đó nó thanh tịnh. Đúng rồi. Dạ. Như đầu năm thì cũng đi là cầu cho gia đình được bình an. Đúng rồi. Gia đạo được mạnh giỏi. Vâng. Con cái được mạnh giỏi, thông minh, ngoan ngoãn. Vâng. Nhưng mà được biết là nếu mà mọi người của mình á, thì cái gì đó, có lòng tin sâu thì chắc chắn mọi việc nó đều thành tựu đúng không? Dạ, đúng. Mình cơ bản lòng tin ở nhà cũng vậy. Mình lòng tin ở ở chồng, ở con mình, ở những người thân của mình thì được mọi người đáp lại cho mình đó, đó. Như thì Phật pháp cũng vậy. À, thì còn riêng hai con rồi sao năm nay nghỉ Tết lâu không? Lâu hả? Ngày mấy con vô trường học? 19 tháng 2. 19 tháng 2 là âm mình hả? 19 tháng 2 dương qua rồi. Dạ, à, rồi rồi đúng rồi. Mà còn con trai, trai đẹp trai sao đây con nói này sao, sao để cho thầy cô giáo đồ được biết, thầy quạt thầy đưa lên mạng cô giáo được biết con là rất tự nhiên tự tin phát biểu trước trước ông kính này. À vui hả con? Trời, cũng giống ba mà cũng giống mẹ nữa đó. Giống cả hai luôn là khỏi khỏi suy nghĩ. Đây là gái lớn phải không? Dạ, đây là trai có hai đứa hả? Dạ. Trò cũng xin thay mặt quý sư ở tỉnh Xá, xin kính chúc gia đình của mình và những người thân bằng quyến thuộc của mình năm mới dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nhé. Và cố gắng mình làm bằng ăn và chăm lo cuộc sống, và mình có ráng cố gắng niệm Phật hả? Ráng cố gắng niệm Phật mình tu cho mình mà. Rồi nhé. Đại diện gia đình xin chúc quý sư, quý cô trong chùa được dồi dào sức khỏe. Rồi, cảm ơn cô, cảm ơn hai con nhé. Nhân tiện đây hai cô đi tỉnh Xá lễ Phật, có suy nghĩ gì phát biểu gì cho trò được biết một ít thôi được không? Dạ. Dạ. À đây là con gái của cô hả?
Ủa, con gái lớn dữ vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Nó 34 tuổi. À, vậy à? Nó bệnh. Ủa, không có được nói chuyện được không? Dạ, nói chuyện được. À, nhưng sao bây giờ đau bệnh rồi về chùa cầu mong mình bất bệnh hay sao? Hả? Dạ. Cầu mong bất bệnh ha? Ân bất bệnh phải không? Đúng không? Dạ. Ừ, ở đời đó, ai đâu có muốn mà mình bệnh đúng không? Dạ. Đây là mẹ phải không? Dạ. Mẹ cố gắng bớt bệnh rồi bao hiếu cho mẹ nhé. Ừ, biết làm gì không? Có làm gì được không? Không làm. Bây giờ ở với con vậy hả? Dạ. Bây giờ quê ở đâu? Ở trong cái kinh đào, trong kinh ba giống. Kinh đào, kinh đào ở gần chỗ chỗ cái quỹ ban xã Vĩnh Châu không? Dạ, trong chút. Trong chút xíu. Ừ. Dạ. À. Trời ơi, ba mấy tuổi rồi mà lớn bệnh mới suốt còn nhỏ giờ hả? Suốt rồi. Trời, tội nghiệp chữ vậy. Tướng cô sức khỏe mà. Dạ, lúc đó đâu có mập dữ gì mà. Ừ. Có đi thường xuyên đi khám bệnh cho cổ không? Có phát hiện bệnh gì không? Thần kinh. Chứ nếu mà phát hiện cái bệnh gì mà nặng á, là trò có thể chia sẻ trên cộng đồng mạng á. Có thể là cái bệnh gì mình kể ra để cho mọi người biết, để có hỗ trợ cái vấn đề ít tài chính đồ á, để cho mình có thể lo chữa bệnh cho cô được. Trời, tội nghiệp quá hi. Trời, tưng tay con tướng khỏe à. Mà gương mặt cũng hiền nữa. Ba còn không? Dạ, ba đó bệnh hơi ta biết hơi gì đó. Rồi bây giờ cũng nằm chỗ hay là có bằng gì được? Chỗ đi tới luôn được. Ồ, vậy là hoàn cảnh mình lo ẩm thì nhỏ này ai lo. Vậy giờ hoàn cảnh của cô chắc khó khăn lắm không? Dạ, khó khăn. Cô có cần sự hỗ trợ của cộng đồng không? Không hả? Dạ, mình bằng được, lao động được. Lao động được rồi, ở nhà đất đai đồ có nhiều không? Làm mướn làm sao đủ? Đi bán hàng ngày. Làm mướn làm sao đủ cô? Mình bữa nào mà có đồ nhà hơi nhiều lời nhiều chút thì mình ăn đồ ngon hơn dở đi về mua lá cũng đủ ăn ba cũng mừng vậy hả? Dạ. Ừ. Trời tội thương quá. Khó khăn quá. Giờ ngày nào? Vô giờ cổ nhà mấy người mấy thành viên? Dạ 5 người. 5 người ở trong một nhà luôn. Dạ. Ừ. Có anh lo hết. Dạ có ai có gia đình chưa? Có mà con nó hơn. Khổ đi bằng thịt sâu thịt khổ nước. Dạ, đang vậy hả? Dạ, nó con nó ba đứa con chút chút dạ. Trời ơi thì nó là anh kế như này nhỏ này út. À, út hả? Út người bệnh dày đây. Dạ. Trời ơi tội dữ hả? Nó đẹp lắm thầy. Ờ đúng rồi, tướng này hồi trẻ đẹp lắm mà bây giờ cũng đẹp mà. Dạ, nó đẹp lắm mà. Đẹp mà hiền nữa. Sao mà nó bệnh là dạ. Uống thuốc là vậy. Ồ trời. Chỉ kêu uống thuốc là được. Bây giờ cô có điện thoại không? Dạ không, không có. Không xài điện thoại luôn, ai cũng có luôn. Nếu mà nhỏ này xài điện thoại thì nó bấm bậy bạ. Có xài không điện thoại không? Không. Nó bấm bậy bạ đó thầy. À. Chúng tên ta đó. À. Cô tên gì? Dạ tên Phạm Thị Đẹp. Phạm Thị Đẹp ở trên chỗ xã Vĩnh Châu. Xã Vĩnh Châu. Rồi, nếu sát đường sát cái đường ra xài hướng kênh đào luôn hả? Dạ kênh đào thẳng vô mình đi trường học qua đây. Đi về hướng kia hay là về xuống đây? Dạ. À, dưới đây khúc hả? Qua khỏi cầu hả? Qua khỏi cầu kênh ba đó, cầu kênh ba để kênh ba đó. Dạ. Qua đi xuống chút nữa. Ủa? Kênh ba được qua cầu phía kia? Dạ, ở phía kia kênh. Đồng chấm luôn. Ở phía kia kênh? Dạ. Trời ơi. Xa lắm. Trời ơi, ở trong vùng sâu vùng xa luôn. Dạ. Trời ơi, thương dữ vậy. Giờ thầy. À. Nuôi nó ngày nào hay. Rồi giờ có ai cho tiền cho bạc không, gì không? Không. Em út anh út rồi đó nè mẹ không nó có đâu cho là không ấy là mọi người là hàng xóm á không biết khổ không, gì cho không cho là dễ. À, nước da đồ thấy cũng được mà sao bệnh dữ ta à mình còn mạnh giỏi với ngày nào hay nuôi nó ngày đó dạ đúng rồi chứ giờ sao con mình sao bỏ được dạ dạ làm mẹ bao la như biển Thái Bình mà dạ, dạ, thì nó có nó năm nó bị năm 24 tuổi đó thầy dạ hai cái đám cưới đó thầy à. Đẹp lắm. Ủa hai đám cưới là sao? Dạ nó có trình độ lớp 11. Hai đám cưới là sao? Dạ hai cái đám cưới lắm. Là có chồng hai lần hả? Ừ hai lần. Hai lần mà có con chưa? Không. Nhiều bệnh. Cái bệnh này nó có ông nào hoặc là ông nào mở nó đâu. Ủa kỳ vậy? Nó không có là bệnh nó được. Ủa đấy là bệnh căng rồi. Ừ. Bệnh căng á. Dạ. Đó, nói nó cực không à bệnh căng á nó không biết chưa sao bệnh căng trong phải đơn giản đâu dạ dạ thầy nói đúng rồi đó ừ tại vì mới nội tài là gì không dạ đúng rồi bệnh căng chứ không phải bệnh tâm thần tinh thần tâm thần này kia
tinh thần thì tâm thần thì đến bệnh viện họ chữa bớt cho bệnh căn chữa bớt đâu. Giảm thôi chứ không có hết bệnh căn là cái phần ở trên mà. Dạ, trên đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Đó, đúng rồi. Ừ. Cái này ở trên núi cấm được nhiều lắm. Dạ. Các nơi căn về nhiều lắm. Dạ, dạ. Đúng rồi. Bữa nay là trời không mở cửa là các cái căn á lên căn xuống. Dạ. Xuống là để mà có nghĩa là chuyển hóa đó. Ừ. Đời mặt pháp rồi. Cho nên là chuyển hóa mọi người để cho biết hướng đi tu, dạ. Tu tập. Ừ. Đúng không? Dạ. Đúng không căn lên căn. Đúng không? Ừ. Phải không? Trời nói đúng không? Ờ, biển người quá. Ừ. Bây giờ muốn về chùa ở không? Ủa? Không muốn về chùa. Về chùa cho cái căn mình nó nói ra chứ. Nó hành căn ra để cho mình nhẹ chứ. Hả? Trời mà cũng đỡ một cái là có mà không có con lắm. Chứ có con rồi giờ cũng mới lo con cái nó khổ. Nó đi hiện tại. Sợ nó đi bọn á. Ờ. Dạ. Chị bán một chút gì vậy? Bán gì? Bán giao cải đi chợ xe. À. Ra chợ bán. Dạ, có cái kênh á, xe máy. Đi bán luôn. Cô hả? À, cô bán còn về nuôi cô. À, cười suốt à? Vui lắm hả? Về thế gian này nó đi chùa này nó vui quá. À. Nó vui mà nó nói nó hết bệnh luôn á. Ờ à, vậy hả? Xuống thế gian này khổ như gì mà cười vui, cười suốt à. Để anh cười lên luôn. Ừ. Muốn về không? Muốn về Tây Phương không? Muốn về Tây Phương chút không? Em thầy em chút đi chứ có gì đâu. Ừ. Sao? Nói em thầy em chút gì đó, nó sao dẫn nó đi vậy. À. À vậy hả? Sao dẫn đi chùa hả? Dạ. À. Ừ. Đấy, lại Phật chưa? Dạ đại rồi. Ôi, ngon, tốt, phát huy. Dạ. Tướng hiền á, gương mặt hiền. Nó hiền thôi à. Rồi nếu mà cái hành căn mà khi mà nó đã hành căn hết rồi đó cô, được biết là khi mà nó bớt rồi á, thì mình có thể cứu được mọi người. Con cá coi nó mặn nó không có cho mặn. Dạ, đúng rồi, cái căn mà, cái căn tu mà. Ừ. 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 Đó, gái bà đâu có dám đi đâu. Rồi cái đầu chút xíu thử nhanh bớt thôi. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Cố gắng nhé, nghe. Cố gắng niệm Phật được không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nghe. Ừ. 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 Đầu ấm hả? Đầu này đầu thông minh chứ phải đơn giản. Thông minh lắm cái này. Ừ, thông minh hả? Em chưa? Em không? Thấy nhẹ không? Ừ. Dạ. Dạ. Vui lắm. Dạ. Dạ vui lắm. Đầu to hầu chắc